Một trong những sự kiện lịch sử về bang giao quốc tế và tôn giáo thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa là chuyến đến thăm Việt Nam vào giữa tháng 2 năm 1959 của Đức Hồng Y Aga Gianin, khâm mạng Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y đại diện Giáo Hoàng đến Việt Nam để chủ lễ Đại hội Thánh Mẫu. Trong lịch trình thăm Việt Nam, Đức Hồng Y khâm mạng Giáo Hoàng đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Ngô Đình Diệm tại Dinh Độc Lập. Cũng trong dịp này, nhà thờ Đức Bà được Tòa Thánh thăng lên hàng Vương Cung Thánh Đường. Lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam và kỷ niệm 300 năm thành lập các tòa giám mục đầu tiên tại Việt Nam được cử hành trọng thể tại Ninh Đài với Đức Hồng Y đặc sứ chủ lễ. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đến dự lễ với tư cách là một giáo dân Công giáo Việt Nam.